Mình là cái chiếc 6240 mà SUH mà hiện tại thị trường mọi người đang quan tâm khá là nhiều nè. Về bánh lốp các thứ thì nó sẽ ngang ngang với thằng 6040 á, 6040 nhưng mà 6040 Thái nha, bánh ở đây thì nó bánh béo. VG là cái chiếc Kubota DC18108X. Con này thì cái xác khá là nặng. Ở Việt Nam mình hiện tại là chưa có máy mới nhiều. Bự to lắm. Còn về phía máy kéo thì cái ông 6240 SUH thì nó sẽ dùng cái hộp số của nó là hộp số sang số bằng thủy lực, và cái bánh răng của nó sẽ là bánh răng nghiêng. Bánh răng nghiêng cho cái hộp số của ta này. Là nó cũng có cái logo kỷ niệm 45 năm xe giảm Thái Lan thành lập, để cho mọi người xem về cái phần đích của cái chiếc máy này. Mọi người xem phần đích coi nó có khác gì cái thằng 6040 không nha. Chia sẻ cơ bản thôi. Rồi là số thông số cơ bản thôi. Mọi người có thể theo dõi những cái kênh mạng xã hội của Huy Máy Cày để xem thêm nhiều cái video ở trên những cái mạng xã hội mà mình đã chia sẻ trên đó. Giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Tại Việt Nam thì anh chị nào đang có nhu cầu quan tâm đến những cái dòng Kubota Thái Lan 6040, 5018 hoặc là những cái dòng Sonda Thái Lan, Sonda Việt Nam thì có thể liên hệ với chúng tôi thông qua cái số điện thoại 0968950987 và đến với cái địa chỉ là DT844, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn mọi người những cái con máy mà hiện tại đang có mặt tại showroom ở Đồng Tháp và cũng như là tại Việt Nam.